À, chào anh em nhá. Hôm nay sẽ quay cho anh em chiếc Toyota Wigo 2023. Đây là chiếc xe có mức giá lăn bánh thấp nhất của Toyota ở phân khúc hạng A. Đó là xe thì đang có mức giá niêm yết là 306. Và bản này là bản số sàn nhá. Và mức giá lăn bánh ở biển tỉnh sẽ rơi tầm khoảng 400. Thì Hà Nội thì rơi tầm khoảng 402. Đấy, đây là một chiếc xe mức giá lăn bánh thấp nhất của Toyota. Mức giá này thì chưa kèm khuyến mại nhé. Toyota Wigo 2023 thì về cơ bản bản số sàn này thì sẽ phù hợp hơn cho các bác chạy kinh doanh dịch vụ. Đấy, xe thì trang bị rất cơ bản nhé. Bản này thì anh em có hai cảm biến lùi phía sau và camera lùi. Xe có trang bị màn hình. Đấy, tí nữa mình quay kỹ. Bản này thì anh em có một cái bộ la răng sắt này 14 inch này, trông cũng khá là lạ. Đấy, trời rất là nắng. Đây, anh em có trang bị nhá. Ở phân khúc hạng A này thì Toyota Wigo đã được trang bị là ở phía trước là đèn LED này. Đấy, cụm đèn full LED ở phía trước này. Đấy. Nói chung về option thì cũng không có gì nhiều lắm ở bên ngoài. Nó chỉ thay đổi một chút thôi so với bản cũ. Về mức tiêu nhiên liệu của xe là 5,14 lít đi kết hợp và 6,4 lít đi đô thị. Nội thất thì anh em vẫn có nội thất là nội thất ghế nỉ anh em nhé. Nội thất thì sẽ là nội thất ghế nỉ. Đấy, thời tiết thì hơi nóng nên là anh em nào mà đi ghế nỉ thì nên bọc lại ghế da. Phía trước ghế lái thì tất cả là các hàng ghế chỉnh cơ. Option đây. Option thì anh em có trang bị một cái màn hình. Đấy, cảm ứng này, 7 inch. Hộp số này. Phanh tay này. Đấy, bản này thì cũng có trang bị hai thứ khí cho anh em nhá. Đấy. Vô lăng này, vô lăng là cái này là nhựa này, à giả da này, rất là đẹp. Điều hòa này, đèn này. Quay chỉ sử dụng điều hòa cơ nhá. Anh em sẽ có điều hòa cơ nhá. Đấy. Chung là option rất cơ bản. Ở đây có một cái đáng tiền nữa này. Sẽ có trang bị cân bằng điện tử nhá. Đấy. 360 triệu. Thực ra là ở cái tầm tiền này thì cũng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn một chiếc xe phân khúc hạng A. Đây. Anh em cũng sẽ có trang bị đây là phần những cái ốp ra vì cái lốp của nó thực sự là hơi xấu nên là hãng cho anh em những cái ốp nhựa này. Đấy,